Vâng. Tôi cần ý kiến của các chủ spa nếu mà các bạn đang xem, các bạn cho tôi ý kiến. Vâng. Giải pháp thứ ba, vâng, giải pháp thứ ba tôi đưa ra cái ý tưởng như thế này để mà chuyển đổi mô hình, đúng không ạ? Là chúng ta cũng có thể đưa ra cái giải pháp là bán trước dịch vụ. Bán trước dịch vụ. Thế nào là bán trước? Mọi người hay mua cái thẻ cào điện thoại. Mọi người hay mua cái thẻ cào điện thoại. Thực chất cái thẻ cào điện thoại đấy chính là cái bán trước dịch vụ. Rõ ràng là mình phải nạp tiền vào, sau đó mình mới nghe gọi được. Bình thường là mình mua xong, giúp ăn bát phở, ăn xong mới trả tiền. Thế nhưng mà điện thoại là nghe, điện thoại là muốn nghe gọi được là phải nạp trước. Thì tiếng Anh nó gọi là prepaid card. Prepaid là trả trước, card là thẻ. bán thẻ dịch vụ trước, tức là gì? Bây giờ không làm được, bây giờ không làm được, nhưng mà bán trước đi. Bây giờ thiết kế ra một cái thẻ 5 buổi, 10 buổi hay là một cái liệu trình gì đấy. Làm gì? Bán cái thẻ này bình thường nếu như không Covid giá là 3 triệu đồng. Nhưng vì Covid và mua trước, đúng không? Vì Covid và mua trước nên tôi bán 2 triệu thôi. Hay thậm chí tôi bán 1 triệu rưỡi thôi để lấy tiền về để lấy khách hàng. Đúng không? Ok. Rồi, thiết kế cho tôi một gói và thiết kế cho tôi một cái thẻ dịch vụ bán trước, bán trước. Làm gì? Bán trước thẻ dịch vụ để giúp các anh chị có doanh thu, để giúp các anh chị có khách hàng sau khi có dịch, hết dịch là chúng ta làm được luôn. Thì cái lời khuyên đầu tiên của tôi đấy chính là chuyển đổi mô hình. Chốt lại trong ba ba giải pháp cụ thể. Một là bán sản phẩm để kiếm thêm. Hai là làm dịch vụ cho khách hàng tại nhà, tại nơi, tại chỗ. Ba là bán trước dịch vụ. Tất nhiên, làm dịch vụ cho khách hàng tại nhà thì tính ra chúng ta là phải bảo vệ chúng ta bằng cách là khẩu trang y tế này nọ, 5K đầy đủ, đúng không? Thế thì câu hỏi của chị Dung là có lỗ hay không? Chị phải tính toán, bởi vì biên độ lợi nhuận của ngành khá là cao. Ví dụ, tôi nói ví dụ nha, tôi không có nói là spa của chị lại cao, mà tôi nói là chẳng hạn như là bây giờ chị Dung nhé, là một cái dịch vụ mà chị nám đi, tôi nói ví dụ thôi. Chị làm một liệu trình 10 triệu. Chị làm 10 trình một liệu trình 10 triệu và lợi nhuận gộp của chị dự kiến nó sẽ rơi vào khoảng 60% hoặc 50%, tức là với cái gói đó chị lãi được 5 triệu. Tất nhiên tôi nhấn mạnh lại đây là ví dụ, tránh hiểu sai là những spa này lãi cao thế, spa kia lãi thấp thế, không. Rồi, đúng không ạ? Thế thì mình bán cái thẻ này này là mình bán thêm cho khách mới, còn khách quen nó sẽ có một cái chiến lược mới nữa, khách quen sẽ có một cái chiến lược khác, đúng không? Làm gì? Là mình có thể giảm giá 30%. Thế thì mình vẫn còn lời 20%. Đấy. Lợi nhuận của mình là 50 thì mình giảm 30 đi thì mình vẫn còn 20, ví dụ thế. Hoặc là thậm chí là lợi nhuận của mình là 50 thì mình sẵn sàng cắt cả 50 đi. Mình chỉ cần hòa vốn, đúng không? Hòa vốn cũng cũng là vui rồi. Bởi vì giờ không có khách mà. Hòa vốn cũng có thể là vui rồi. Đấy. Vâng, khách quen mà thấy thẻ mua thì rất nhiều thì mình ok, mình có thể đưa ra các điều kiện điều khoản, ví dụ khách quen có được mua hay không, thời gian áp dụng thẻ là bao giờ đấy, số lần áp dụng là bao lâu đấy, áp dụng cho những cái dịch vụ gì, đúng không? Mình hoàn toàn có thể làm được, mình hoàn toàn có thể làm được, các bạn yên tâm nhé. À, mình rất là thích câu hỏi của chị Dung, nó rất là cụ thể bởi vì chị đang gặp vấn đề như vậy. Trả lương nhân viên mình tính vào rồi. Trả lương nhân viên mình tính vào rồi. Và tí nữa ta đang nói về góc độ lương. Ta cũng sẽ phải đàm phán với nhân viên. Lương cũng sẽ phải cắt giảm một chút. Theo tinh thần là đồng cam cộng khổ. Đó. Thì cái hướng là như thế nhá chị Dung nhá mọi người. Ở đây có mỗi chị Dung có câu hỏi à? Mọi người không có câu hỏi nào à? Mọi người phải đặt câu hỏi thật nhiều cho tôi. Bởi vì là đấy là điều mà tôi rất là thích. Tôi không ngán bất kỳ câu hỏi nào, tôi khẳng định luôn tôi không ngán bất kỳ câu hỏi nào. Từ kinh doanh, bán hàng, marketing, chốt đơn nha, tôi không ngán và tôi sẽ cho trả lời cho các anh chị thấy hài lòng. Đó. Hướng như vậy rồi đến
Nội dung thứ hai, chiến lược thứ hai là chiến lược sống sót. Chiến lược sống sót ở đây thì tôi sẽ chia sẻ. Bây giờ đóng cửa như này, tiền lương, tiền điện, tiền nước, tiền đặc biệt là tiền mặt bằng vẫn phải chịu, đúng không? Thì lời khuyên 2.1 là gì? Hãy cắt giảm mọi chi phí ngay lập tức. Vâng, lương nhân viên không cắt giảm được, khó lắm, đồng ý. Tôi đưa ra gợi ý. Tôi đưa ra gợi ý, không cắt giảm được thì ta phải đàm phán, ta phải nói chuyện. Vâng, ta phải nói chuyện bởi vì bây giờ là giai đoạn đồng cam cộng khổ, đúng không? Ta hãy tìm cắt giảm mọi chi phí ngay lập tức. Xem xét các khoản chi phí để cắt giảm những khoản không cần thiết mà có thể cắt giảm nhé. Tôi nói là các khoản có thể cắt giảm, nhưng bạn bảo là nhân viên không cắt được thì đừng cắt, đừng cắt. Không sao, lại bảo là thầy tư vấn là cắt nhưng em không cắt được thì không đúng. À, tiếp tục là gì? Tối giản mô hình cho tôi nha. Tối giản mô hình giống như là thời chiến ấy. Tối giản mô hình, ví dụ có thể cho nhân viên nghỉ luân phiên đấy, hoặc là nhận lương cơ bản đó. Ok, một mặt giải pháp của tôi là một mặt cố gắng bán cái gì đó để có doanh thu, một mặt là giảm cái gì đó để giảm chi phí thì mình sẽ sống sót. Đây là giai đoạn sống sót nhé, đây là giai đoạn sống sót. Dịch này nhân viên nghỉ vẫn trả lương, rồi nhân viên nghỉ vẫn trả lương, mình trả lương cố định, đúng không? Mình trả lương tối thiểu, mình không có lương sản phẩm. Thì nhất là nhân viên giỏi, nhân viên trung thành thì mình phải trả lương để giữ người. Mình phải trả lương để giữ người. Đó. Và dịch thì nó cũng chỉ có một tháng thôi, thì cân đong đo đếm về tài chính. Cân đong đo đếm về tài chính để làm gì? Để có thể là cân đối được. Còn nếu mà mình căng quá thì thôi. Đấy, căng quá thì thôi, đúng không ạ? Phải chấp nhận. Vâng. Rồi, tất cả mọi người đều nói rằng là lương nhân viên không giảm được, nhất trí. Bây giờ nếu mà mình có nhiều điểm spa thì có thể cân đối tính toán về chuyện là cắt bớt các điểm. Cắt bớt các điểm nếu như mình cảm thấy là gánh nặng về tài chính quá lớn, lãi suất ngân hàng phải chịu. Nếu ai không phải chịu lãi suất ngân hàng thì xin chúc mừng. Xin chúc mừng, đúng không? Tiếp đến là có thể đàm phán giảm giá tiền thuê nhà. Đàm phán giảm giá tiền thuê nhà. Mặc dù bây giờ đàm phán cũng rất là khó, vì là người ta cũng đã giảm cho mình rồi, chứ không phải là chưa giảm đâu. Nhưng đây vẫn là một lời khuyên về mặt sách vở. Và đàm phán tiếp. Đàm phán thì khi nào hết dịch mình lại trả tiền lên. Mình lại trả tiền lên. Đấy. Tôi cũng nói thật là tôi cũng đang đi thuê văn phòng nên tôi biết. Ở dưới chỗ tôi cũng có một cái spa rồi salon tóc đẹp lắm. Cũng vừa phải đóng, cuốn gói hết. Mặt bằng thuê một tháng 40-50 triệu. Xong thì một đống nhân viên ngồi đấy, khách không có. Cứ một tháng nhìn tiền điện, tiền nước, tiền nhân viên nó nhảy trăm củ thì mấy tháng thế chịu sao nổi. Tôi rất là hiểu nhá. Rồi, tìm hiểu xem là mình có dòng tiền ở đâu không. Ví dụ như là chồng, bạn trai, người yêu cũ, đúng không ạ? Lôi hết ra chuẩn bị vay mượn để chuẩn bị dòng tiền. Quan trọng nhất là dòng tiền. Còn tiền vẫn sống được. Đấy, bây giờ vẫn trả lương nhân viên được, vẫn thuê được mặt bằng, đúng không? Vẫn duy trì, ok. Cố gắng đạt điểm hòa vốn hoặc là lỗ ít nhất có thể cho tôi. Chuẩn bị dòng tiền nhé. Và xác định luôn cho tôi này, nói luôn này, xác định này. Covid phải hết 2022. Covid phải hết 2022, hiểu chưa? Cho nên ấy, đây chỉ là đợt dịch thứ tư thôi. Nó sẽ có đợt dịch thứ năm, thứ sáu. Yên tâm đi, lời tôi nói các bạn hoàn toàn có thể có căn cứ. Hãy xây dựng chiến lược cho mình phù hợp. Cần thiết nếu mà căng thẳng quá, đóng cửa hẳn luôn. Chiến lược ngủ đông, đóng cửa hẳn luôn. Rồi, nhá, sẵn sàng phục vụ khách hàng khi mà dịch được mở cửa, dịch cho phép, đúng không ạ? Ví dụ như là độ tôi dự kiến cuối tháng 6 đầu tháng 7 nó sẽ ổn, thì cái
lúc đó là chúng ta phải sẵn sàng và có khách hàng ngay lập tức. Đấy, bằng cách là bây giờ chúng ta làm gì, tí nữa ta sẽ chăm lại khách khách cũ, kết nối duy trì bán thẻ bán trước đi để ra phát là đông, để gỡ lại những cái tháng mình đã bị đóng cửa rồi thất thu đúng không?